Xin chào tất cả anh em đã quay lại kênh video tiếp theo của mình nhé. Hôm nay là mình làm video này sẽ thông báo cho anh em là game Võ Lâm Thiên Tuyệt Mobile chuẩn bị open rồi nhé anh em. Thì và xong cái giao diện này bây giờ là họ đã đóng cái bản test này để cập nhật cái phiên bản 4.1. Thì phiên bản 4.1 này thì họ sẽ tối ưu hóa hệ thống của game. Và cái phiên bản 4.1 này là cái phiên bản sẽ hoàn chỉnh để khi open beta. Thì chỉ còn khoảng tầm gần một tuần nữa thôi là họ sẽ cho ra một cái phiên bản 4.1 để anh em có thể là test game bản cuối này, để đầu tháng 6 họ sẽ cho open game nhé. Đây anh em nhìn một cái giao diện khác, đây anh em để ý là game bây giờ đã kiểu cảm giác là nó trong suốt lên rồi đúng không? Và cái hình ảnh của những cái nhân vật hay là ngựa ngung như này. Đấy, cái hình nền đất đai này anh em thấy cảm giác bây giờ là nó đã thật so hơn thật nhiều so với hơn trước rồi đúng không anh em? Và có cảm giác là có bóng nhân vật rồi. Đấy anh em để ý không? Có bóng nhân vật rồi. Nhìn rất là thật luôn. Bây giờ cảm giác là anh em nhìn vào cái đồ họa của nó nhìn rất là thật. Còn cái nút di chuyển này thì phiên bản 4.1 thì họ sẽ chỉnh cho anh em cái nút di chuyển cố định và dễ dàng anh em BK hơn. Ok, rất là nhiều. Đây mình sẽ bắt đầu sẽ thoát hẳn game. Bây giờ hiện tại là anh em này. Hiện tại anh em bây giờ là đang vào cái đây mình đã đưa đóng ứng dụng này. Anh em vào CH Play bây giờ là anh em sẽ không tìm được cái tên game Võ Lâm Thiên Tuyệt thì họ đã gỡ mất ra rồi. Gỡ để họ up cái bản mà hoàn chỉnh lên. Đây Thiên Tuyệt Mobile. Bây giờ là anh em sẽ không tìm thấy game nữa. Đấy, nhiều anh em inbox cho mình là tại sao em tìm ở trên CH Play lại không thấy tên game Thiên Tuyệt Mobile nữa. Có khi nào sập không anh? Thì mình sẽ nói thẳng cho anh em biết là game đã Thiên Tuyệt Mobile họ gỡ ra để họ up cái phiên bản 4.1, phiên bản hoàn chỉnh nhất. Đó là phiên bản để anh em open beta. Không phải chỉnh sửa gì nữa. Cái phiên bản 4.1 thì là nó sẽ tối ưu lại hệ thống anh em. Thì anh em sẽ không bị chơi game nó không ngốn CPU. Thì hiện tượng là anh em chơi là nó bị ngốn CPU lên là anh em chơi là nó rất bị nóng máy và hao pin. Đấy, anh em thấy không? Mình thoát hẳn game ra rồi mà vào vẫn vào được luôn anh em, không cần phải đăng nhập tài khoản. Cái này rất là hay. Đấy, rất là hay luôn. Đây bóng nhân vật đây anh em, để ý bóng nhân vật đây, mình sẽ chạy xem là có bóng quái không nhé. Đây có cả bóng của con quái này. Đấy, ok. Ở cái Thiên Tuyệt mà mobile này thì anh em thấy là anh em chém quái phát nào trúng phát đấy, anh em để ý không? Chém phát nào là trúng phát đấy. Không trượt, nó không có tỷ lệ là bị lag quái hay là mất máu. Rất là hay cho các anh em cày cuốc, cắm kẹp các kiểu. Anh em thấy không? Mình chém phát nào là quá mất máu. Không bị tụt, không bị lạc lag quái. Rất là hay. Ở đây là họ đã chỉnh được cái bóng nhân vật và bóng quái lên rồi. Nhìn rất là đẹp. Và cái hình nền của game này anh em để ý này. Nó đậm hơn so với trước rất là nhiều. Phiên bản 4.1 họ sẽ tối ưu nhiều hơn nữa. Thì chắc khoảng tầm một tuần nữa thôi thì đợi lên iOS duyệt lên thì bắt đầu họ sẽ up phiên bản mới cho anh em. Hiện tại iOS họ đã đưa bản 4.1 lên rồi, chỉ đợi họ duyệt lên thôi. Còn Android thì họ đã gỡ ra để up phiên bản 4.1 lên. Anh em đợi cố cho mình vài ngày nữa thôi là họ sẽ bắt đầu cho anh em bản test game cuối. Sau đó là đầu tháng 6 họ sẽ bắt đầu là open game nhé. Đây là phiên bản 4.0 này thì nó chưa được tối ưu. Nên là nó hơi bị ngốn CPU. Nên là mình chơi là cảm giác là nó hay bị nóng. Và hao pin rất là nhiều. Nhưng cái phiên bản 4.1 thì anh em sẽ chơi rất là khác luôn. Độ mượt rất là cao. Theo thông tin từ Đạt Đẹp Trai. Đây là rất là nhiều tính năng này anh em. Đấy. Đấy anh em nhìn không? Nó có cả cái hiệu ứng vòng sáng ở chân rất là đẹp. Game nó phải như vậy. Người chơi các kiểu nên là đây cái nút di chuyển này mình cảm giác là nó hơi khó, không được nhạy. Thì là cái phiên bản 4.1 thì họ sẽ sửa lại. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 rồi anh em.
thì anh em đợi khoảng cho mình khoảng tầm đến ngày 22 nhé. 22 là sẽ có phiên bản 4.1 thì anh em tải về anh em test cho test lại cho mình nhé. Test bản cuối mất khoảng tầm một tuần thì bắt đầu là đầu tháng 6 là họ sẽ open game nhé. Đây là Võ Lâm Thiên Tuyệt và Võ Lâm E Full E Fun dĩ một E Fun. Đấy là hai game sẽ là được cạnh tranh rất là quyết liệt trong thế giới Võ Lâm. Còn game Võ Lâm Việt 2 thì không biết thế nào anh em ạ. Qua cái đợt tối qua thì không biết là cái tỷ lệ là của người chơi bên Võ Lâm Việt 2 là còn anh em nào dám đầu tư nữa hay không thì mình không biết. Ok, mình xin phép là hôm nay mình đã làm video thông báo cho anh em, mình xin phép là dừng video ở đây. Hy vọng là cái video này sẽ bổ ích cho anh em mà đang ngóng chờ cái phiên bản Võ Lâm Thiên Tuyệt. Và mình đang ngóng từ ngày đây anh em, sẽ test cùng anh em. Anh em yêu quý mình cho mình xin một nút like video này. Còn anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho mình xin nút đăng ký và nút chuông nhé. Ok, mình xin phép là dừng video ở đây.